Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, buổi chiều hôm nay chúng ta một lần nữa được đến với nhau để chúng ta nghe lời của Chúa. Và chúng ta ngợi khen Chúa bởi vì Ngài đang hiện diện giữa vòng chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Quý vị có cảm thấy vui mừng khi được ở trong nhà của Chúa không ạ? Và David đã nói rằng là tôi vui mừng khi mà người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va. Vì tại trong nhà của Chúa chúng ta sẽ thấy được tình yêu thương, ân điển và phước hạnh của Chúa. Không có nơi nào trên hành tinh này đầy phước hạnh và đầy dẫy sự sáng thỏa lòng giống như ở trong nhà của Chúa. Bởi vì ở trong hội thánh của Chúa chúng ta được sự chăm sóc, được sự đụng chạm và được sự thêm ơn, thêm sức của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa thật là tuyệt vời cho mỗi đời sống của chúng ta. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời của Chúa. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là đời sống vững chắc nhờ linh và lời. Tôi xin kính mời quý vị cùng nhau mở ra với tôi ở trong sách Ê-sai đoạn 54 từ câu 1 cho đến câu số 3. Ê-sai đoạn 54 từ câu 1 cho đến câu 3. Hỡi kẻ son sẻ không sinh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát sướng reo mừng. Vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy: hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoàng vu đông dân cư. Cảm ơn Chúa, đây là những lời mà Đức Chúa Trời Ngài đang nói tiên tri về Đấng Messiah, tức là Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Bởi vì ở trong đoạn 53, ở trước đó thì chúng ta thấy được đây là một đoạn kinh thánh được rất là nhiều sứ đồ trong thời của Chúa Giê-xu trích dẫn về sự chết, hy sinh, thương khó của Chúa Giê-xu. Và bởi sự chết của Chúa Giê-xu Christ mà chúng ta được tha tội và chúng ta được Chúa Ngài chữa lành ở trong linh hồn lẫn thể xác của chúng ta. Và ở trong đoạn 54 này thì chúng ta thấy được lời tiên tri đó lại tiếp tục rằng là có những sự sanh sản ở trong thuộc linh, có những sự kết quả ở trong thuộc linh dành cho những người đã từng bị bỏ, những người đã từng bị gãy đổ, những người đã từng bị thất bại ở trong thuộc linh của họ. Nhờ ơn của Chúa Jesus Christ mà hội thánh của Chúa dường như đã trải qua rất là nhiều cái thăng trầm, trải qua rất là nhiều cái sự thất bại, thì Chúa Ngài có thời điểm để thăm viếng và Chúa sẽ phục hồi lại những cái chỗ đã từng bị thất bại như vậy. Có những khi chúng ta thấy được có những cái nơi mà đã từng có những sự phấn hưng mà Chúa Ngài cho phép nó xảy ra ở trong quá khứ. Nhưng mà vì một lý do nào đó thì cái sự phấn hưng đó nó dường như nó bị nguội tàn đi và nó không còn bùng cháy và không còn được mạnh mẽ giống như trước đây nữa. Và Chúa cho tôi đi ở nhiều nơi và tôi thấy có những nơi đã từng có những sự phấn hưng rất là lớn xảy ra ở tại những vùng đất như vậy. Vừa rồi thì tôi cũng đã đi đến ở tại khu vực Quảng Nam, miền Trung để thăm viếng hội thánh của Chúa tại đó, bởi vì có những điểm nhóm họ xin gia nhập vào trong hội thánh của tuần trời mà. Và tôi đi tham quan để về báo cáo lại cho mục sư tổng huấn nhiệm của chúng ta. Thì họ nói với tôi rằng là: mục sư biết không, ở khu vực Quảng Nam và miền Trung này trước đây á, ngũ tuần phát triển rất là lớn, ngũ tuần phát triển rất là mạnh. Nơi nào cũng có người tin Chúa. Và người ta mà cách đây mười mấy năm về trước, người ta nói rằng là đào ngũ tuần, chứ người ta không có dùng từ đạo tin lành, để ám chỉ cho những người tin vào trong ân tứ và quyền năng thánh linh của Chúa. Và tin Chúa số lượng rất là nhiều, thưa quý mài cho em, cả hàng ngàn người. Và có một cái sự phấn hưng rất lớn ở trong những dấu kỳ phép lạ, quyền năng chữa lành của Chúa xảy ra rất là nhiều, thưa quý mài cho em. Nhưng mà hiện tại thì cái sự phấn hưng đó nó giảm xuống và những sự nhóm lại bắt đầu thưa thớt dần. Tôi thiết nghĩ rằng là cái thời điểm mà Chúa Ngài cho phép phấn hưng xảy ra thì hội thánh của Chúa chúng ta cần phải nắm gọi là nắm bắt cái thời cơ đó để chúng ta có thể huấn luyện, môn đồ hóa và chúng ta nhân cấp chính mình lên. Bởi vì cái sự phấn hưng nó không phải là phát triển mãi mãi, thưa quý mài cho em. Nhưng mà sự phấn hưng nó giống như là những làn sóng vậy đó. Khi mà làn sóng nó càng quét qua và lửa của Chúa được thắp lên ở trong lòng của nhiều người, thì chúng ta cần phải thêm dầu và thêm củi vào trong ngọn lửa đó để ngọn lửa đó cháy mãi. Nếu chúng ta không có sự huấn luyện, trang bị lời Chúa cho dân sự của Chúa, thì cái sự phấn hưng đó nó sẽ bắt đầu nó nguội tắt đi theo năm tháng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được có những cái nơi mà mình không thể tin được rằng là trước đây đã từng có hàng ngàn người tin Chúa, nhưng mà bây giờ những điểm nhóm chỉ có le que vài ba người, hoặc là có chỗ mười mấy người, hai chục người.
Và tôi ước ao rằng sẽ có những làn sóng phấn hưng của Chúa, Ngài sẽ tiếp tục càn quét ở tại vùng đất Cảng Bàng Tây Ninh của chúng ta. Giống như là cách đây mười mấy năm về trước, khi mà có một làn sóng sự chữa lành của Chúa xảy ra, khi mà mục sư quản nhiệm trước đây còn ở đây thì nhiều người đã biết được rằng là đạo tin lành của Chúa là đạo chữa lành. Có ai có bệnh gì họ cứ tìm đến với Chúa và họ được Chúa chữa lành. Nhưng mà sau một thời gian thì hội thánh dường như là chưa có một cái người kế thừa và chưa được có sự trang bị lời Chúa đầy đủ, cho nên là khi mà cái lửa đó nó qua đi tới quyến mài chèm thì chúng ta lại cảm thấy giống như là bị hụt hẫng, bởi vì cái thời kỳ đó, cái thời kỳ hoàng kim huy hoàng nó không còn nữa. Ngày trước thì chúng ta hát bài lửa thiên cháy lên, mà bây giờ chúng ta chỉ thấy là khói thiên bốc lên thôi. Ngày xưa lửa cháy dữ lắm mà bây giờ chỉ còn khói, thậm chí có chỗ cũng không còn khói nữa quý mài chèm. Xin Chúa cái thương xót để cho hội thánh của Chúa nắm bắt được cái thời cơ, để khi chúng ta có sự phấn hưng của Chúa thì chúng ta sẽ đẩy mạnh cái công cuộc đó và chúng ta thêm củi vào trong lửa để cho cái đống lửa đó sẽ cháy mãi và không bao giờ tắt. Amen. Ở đây chúng ta trở lại với lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng là ở trong Ê-sai đoạn 54 từ câu 1 cho câu 3 này nói về dòng dõi của những người bị bỏ, và Chúa nói tiên tri rằng là dòng dõi đó sẽ còn đông hơn là dòng dõi của những người đàn bà có chồng. Và Chúa nói rằng là hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở chớ để chật hẹp, hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Khi Chúa Ngài ban ơn cho một hội thánh thì Chúa Ngài có lời tiên tri trước đó, và hội thánh đó sẽ được mở rộng và sẽ cần phải có dây và có cọc để dương cái trại ra. Tức là đây là một cái hình ảnh cho chúng ta hiểu được rằng là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị cho những cái công việc là chúng ta trang bị lời Chúa, huấn luyện, môn đồ hóa người khác. Bởi vì nếu mà công việc Chúa phát triển ra thì chúng ta bắt buộc phải có nhân sự, một đội ngũ nhân sự để cùng làm việc với nhau. Chứ không thể một mục sư mà ông làm hết được tất cả mọi thứ. Giống như một đội bóng vậy đó quý mài chèm, phải có tiền đạo tấn công, rồi có trung vệ, rồi phải có hậu vệ, rồi có thủ môn nữa mà. Chứ không thể nào một mình một cầu thủ như Messi mà có thể vừa chụp gôn rồi vừa tấn công rồi vừa truyền bóng cho mình. Như vậy sẽ rất là nực cười. Cho nên mùa thánh nó giống như là một đội bóng vậy đó. Chúng ta cần phải có sự hỗ trợ cho nhau. Và ở đây chúng ta thấy rằng là chỗ ở của người Do Thái ngày trước họ sống ở trong những cái lều, trong những cái trại. Và những cái trại, cái lều đó sẽ được giăng bởi những cái màn và nó được cố định bởi những cái dây và có những cái cọc. Ở đây là hình ảnh của đền tạm người Do Thái của thời Môi-se. Thì chúng ta thấy rằng là cái đền tạm này được bao quanh bởi một cái hàng rào. Và cái hàng rào này nó có những cái cột, đúng không ạ? Nó có những cái cọc. Và những cái cọc này quý vị thấy rằng là nó được cố định bởi cái gì ạ? Nó được chôn chặt xuống đất nhưng mà nó có những cái dây, đúng không ạ? Nó dây bên ngoài và dây bên trong. Người Do Thái người ta có cái tên cho những cái sợi dây này. Những cái dây ở bên trong được gọi là dây linh và những cái dây bên ngoài được gọi là dây lời. Tức là để cho cái cọc đó được chắc chắn thì cái cọc đó nó cần phải được cố định bởi hai sợi dây. Ít nhất là hai sợi dây. Một dây bên trong là dây linh và một sợi dây bên ngoài đó là dây lời. Điều này cho chúng ta hiểu được một điều rằng là để đời sống tâm linh của chúng ta được chắc chắn như là một cái cọc ở trong nhà của Chúa thì chúng ta cần phải có thánh linh và có lời của Chúa quyên bài chèm. Phải có hai điều này một cách vững chắc thì những cơn bão tà giáo, những cơn bão của tội lỗi, những cơn bão của những cái sự nguội lạnh hâm hẩm nó sẽ không thể nào bứng gốc đời sống tâm linh của chúng ta rời xa khỏi Chúa được. Tại sao tôi lại nói điều này thưa quý mài chị em? Tại vì nó đã từng xảy ra. Tôi nhìn thấy có những nơi đã phấn hưng cách đây mười mấy năm về trước, nhưng mà khi mà cơn bão tà giáo thổi ngang qua một cái thì hội thánh nó đi hết, không còn một móng nào ở quý mài chị em. Khi mà mình gọi là đang nóng cháy sốt sắng, ma quỷ nó tìm cách nó tấn công hội thánh đó. Nó sẽ nghiên cứu từng người trong hội thánh đó. Ai cần cái gì nó sẽ tấn công cái đó. Nếu nó biết rằng là tín đồ trong thánh đó cần tiền thì nó sẽ bung tiền ra. Nếu nó biết rằng tín đồ trong thánh đó là những người tham dục, nó sẽ đem những người nam, những người nữ đến để quyến rũ. Nếu nó nhìn thấy hội thánh đó có những tín đồ có một cái đời sống không ngay thẳng thì nó sẽ đem danh lợi quyền đến để cám dỗ những tín đồ đó. Cho nên quý bà chị em ơi, khi chúng ta còn được an bình ở trong nhà của Chúa, chưa có bão tố, thì tôi muốn quý bà chị em hãy học theo cái khuôn mẫu này. Đó là chúng ta cần phải được chắc chắn ở trong nhà của Chúa bởi sợi dây linh và sợi dây lời.
Ở đây lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Đôi khi chúng ta muốn mở rộng vương quốc của Chúa, chúng ta muốn mở thêm điểm nhóm, chúng ta muốn mở thêm hội thánh. Chúng ta muốn giăng dây cho dài nhưng mà cái cọc ở đây thì nó không chắc. Nhiều khi mình ráng mình kéo cái dây nó cho dài ra nhưng mà kéo hồi cái bứng cọc luôn, đứt dây luôn. Đây là một trong những cái tình trạng mà nhiều nơi đã bị thưa quý ông bà chị em. Muốn mở rộng hội thánh lắm nhưng mà không có nguồn lực, không có nhân sự. Hoặc là có nhân sự nhưng mà nhân sự đó rất là yếu đuối, lỏng le à quý ông bà chị em. Giáo lý thì nhiều khi nói tới nói lui cũng không biết được là giáo lý đó đúng hay sai, hoặc là nó như thế nào. Tôi hỏi quý vị nha, tại sao Kinh Thánh, đây là một cái câu hỏi trắc nghiệm để quý vị xem coi là hiểu biết của mình về lời của Chúa nó như thế nào. Tôi hỏi quý vị là tại sao trong Cựu Ước thì dùng từ là dân Israel, nhưng mà qua thời Tân Ước thì dùng là dân Giu-đa. Có ai hiểu điều này không? Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói nha. Trong thời Cựu Ước á thì dùng là dân Israel để nói về dân của Chúa, nhưng mà qua thời Chúa Giê-xu á thì Kinh Thánh dùng cái tên đó là dân Giu-đa. Ủa tại sao mà cái từ Giu-đa lại được nhắc đến trong khi đó có những chi phái khác không nói đến? Quý vị có hiểu điều này không ạ? Đây là điều rất cơ bản nha. Cái tên gọi của dân của Chúa mà chúng ta còn không biết là tại sao nữa thì chúng ta hãy củng cố lại những cái gì mà chúng ta còn chưa có chắc quý mà chị em. Cho nên Chúa ngài nói rằng là chúng ta hãy đóng cọc cho chắc. Chắc tức là chúng ta phải chắc về nền tảng thần học nữa quý mà chị em. Bởi vì khi mà tà giáo đến nó hỏi quý vị, và quý vị không chắc chắn đó, thì nó sẽ tìm cách nó lôi chúng ta đi. Trong tuần vừa rồi thì tôi đã đối diện với những cái sự tấn công của tà giáo. Có những nick bước ban đầu mình thấy có vẻ là bạn đây, rồi hỏi qua loa vài ba câu bắt đầu tấn công mình. Hỏi sự nhóm lại của mình trong ngày Chủ nhật, tại sao trong Kinh Thánh có chép ngày Chủ nhật là ngày nhóm lại không? Rồi tại sao mình giữ lễ Giáng sinh? Trong Kinh Thánh đâu có nói về lễ Giáng sinh đâu. Và hỏi bla bla rất là nhiều điều. Nhưng mà tôi đã đứng vững ở trên nền tảng của lời Chúa và tôi nói rằng là ngày hôm nay là ngày mà chúng ta được quyền thờ phượng Chúa. Thời xưa người ta chỉ thờ phượng trong ngày Sa-bát, ngày thứ bảy mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được quyền thờ phượng Chúa ở trong bất cứ ngày nào, từ thứ hai cho đến ngày Chủ nhật, miễn là chúng ta thuận tiện chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa. Trong thời Cựu Ước thì mọi người phải tuân theo luật pháp Môi-se trong luật thờ phượng, không phải muốn làm cái gì làm. Thậm chí quý vị trong ngày Sa-bát á, trong thời Cựu Ước nha, trong ngày Sa-bát thì dân Israel họ không được phép đi tối đa một cây số. Tức là từ đây mà chúng ta ra chợ Lộc Hưng đó là chúng ta chỉ đứng ở đó, chúng ta không được về. Tại vì sao? Từ đây ra chợ Lộc Hưng là một cây số, mà chúng ta về nhà là thêm một cây số, là hai cây số. Tức là chúng ta đang vi phạm luật pháp Môi-se. Luật pháp Môi-se không cho phép một người đi quá một cây số ở trong ngày thứ bảy Sa-bát. Nếu mà chúng ta giữ đúng theo luật pháp của Môi-se thời xưa đó, quý vị làm nổi không? Nhất là mục sư như tôi, bây giờ tôi chạy từ thành phố Hồ Chí Minh tôi lên đây đi 50 cây số, đi rồi 50 cây số về nữa là 100 cây số, là tôi vi phạm luật Môi-se rồi đó. Tại vì theo luật của thời Môi-se đó là ngày Sa-bát là ngày nghỉ, không ai được phép làm việc nặng gì hết, thậm chí là đi xa cũng không được phép đi xa nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trong Chúa Jesus chúng ta được giải phóng ra khỏi những cái luật pháp của Môi-se, chúng ta rất là thoải mái đúng không quý ông bà chị em? Dạ, nhưng mà chúng ta biết rằng là luật của Chúa Jesus trong thời Tân Ước còn cao hơn luật của Môi-se nữa. Đó là chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 á, Chúa Jesus nói rằng là chỉ cần nhìn người đàn bà mà động lòng tham muốn thôi cũng đã phạm tội tà dâm rồi. Ngày xưa trong thời Môi-se đó cầm dao giết người là phạm tội giết người, nhưng mà trong thời của Chúa Giê-xu á, chỉ cần ghét người ta thôi, nói là đồ điên đồ khùng thôi, chửi rủa người ta thôi cũng đủ đáng để lửa địa ngục hành phạt. Quý vị thấy luật của Chúa Giê-xu nghiêm khắc không quý mà chị em? Nghiêm hơn đúng không ạ? Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta khi có một sự vững chắc và sâu nhiệm trong lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là wow, tuyệt vời quá. Con không cần phải giữ luật pháp Môi-se, nhưng mà Thánh Linh của Chúa ở trong con sẽ giúp cho đời sống của con có thể sống theo lời của Chúa Giê-xu. Bởi vì cho dẫu luật của thời Tân Ước khó hơn luật của thời Môi-se, nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng là Đức Thánh Linh đang sống ở trong mỗi chúng ta, và Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta thêm sức mạnh để mình có thể làm trọn được lời của Chúa. Nếu bởi sức riêng của chúng ta không làm nổi đâu quý mài cho em. Đúng không các bạn trẻ? Mình đi ngoài đường mà bây giờ cái cô gái mặc váy ngắn đi ngang qua mặt chúng ta mà chúng ta không nhìn, chúng ta không có động lòng gì hết, quý vị được 10 điểm. Hãy nhắm mắt luôn là càng gần Chúa hơn nữa.
mở mắt ra là thấy thấy toàn là người kim tuyến rồi sao với lại mây xanh trắng toát. Quý bà chị em ơi, khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Chúa thì đời sống của chúng ta sẽ không còn ham muốn những cái việc ở trong trần thế nữa quý bà chị em. Tôi đã từng kinh nghiệm khi mà Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trên đời sống của mình á, thì những cái tội lỗi xung quanh nó dường như nó không còn có một cái hiệu quả trên đời sống của mình nữa. Mình không còn tham lam, không còn sân si, không còn hơn thua với người khác, không còn tham muốn cái điều gì khác ở trên thế gian này. Bởi vì Chúa là đủ rồi. Ai hơn mình mặc kệ họ. Ai có mời gọi mình như thế nào cho nữa mặc kệ họ. Tiền bạc nợ nần túng thiếu mặc kệ nó. Chúa lo hết. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Vậy thì đời sống của chúng ta trước nhất, để chúng ta có một sự quân bình và chúng ta chắc chắn ở trong ơn của Chúa, thì chúng ta cần phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời quý mài cho em. Đời sống có lời Chúa mà không có Thánh Linh thì đời sống đó sẽ trở nên nguội lạnh, hâm hẩm, khô hạn và thiếu quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần Đức Thánh Linh để tưới mát và làm mạnh mẽ, phong phú đời sống tâm linh của chúng ta trong ơn của Chúa. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh sẽ làm cho mạnh mẽ tâm linh của chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta một cách đắc thắng ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Sacheri đoạn 4 câu 6 chép rằng là đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Thưa quý bà cho em, một đời sống vững chắc và mạnh mẽ trong ơn của Chúa đó là một đời sống luôn có Thánh Linh của Chúa dẫn dắt cho chính mình. Quý bà cho em ngày hôm nay có đánh giá cao sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình hay không? Hay là chúng ta đánh giá cao những cái học vị, bằng cấp, sự hiểu biết hoặc là kiến thức của chúng ta, rồi kinh nghiệm hoặc là địa vị của chúng ta trong Chúa? Trong thời của Chúa Giêsu Christ, khi mà Chúa Giêsu ngài thi hành chức vụ, thì có một thế lực tôn giáo luôn đối nghịch lại với Chúa Giêsu. Thế lực tôn giáo này luôn cậy vào trong cái bề thế lịch sử của giáo hội của mình. Và thế lực đó là thế lực giả hình mà Kinh Thánh nhắc đến, gồm Pharisee và Sadducee. Chúa Giêsu đi đâu thì cũng có hàng ngàn người đi theo Chúa để mà tìm kiếm lời Chúa và tìm kiếm sự chữa lành. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một nhóm người âm thầm đi theo Chúa Giêsu để mà tìm vết bạch long. Đó là thế lực của Pharisee và Sadducee. Họ cho rằng là những phép lạ của Chúa Giêsu làm ra đều là tà giáo và là cậy chú quỷ mà trừ quỷ. Nhưng mà Chúa Giêsu thì ngài nói rằng là cái chuyện đó là không thể nào được, bởi vì quỷ không thể nào trừ quỷ được. Nếu mà quỷ mà trừ quỷ thì vương quốc của nó sẽ tan hoang. Và Chúa Giêsu đã phải gặp rất là nhiều cái sự bắt bớ và chống đối từ những thế lực tôn giáo thời bây giờ, quý mài cha. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài cũng đã thành công ở trong chức vụ của ngài là bởi có quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhiều người đã được cảm động về sự dạy dỗ của Chúa và họ đã tìm đến với Chúa. Từng lời phán của Chúa Giêsu Christ có một cái sức mạnh để chạm vào trong sâu thẳm của tấm lòng con người. Và ngài có một sự chức vụ giảng dạy khác biệt so với là những người xung quanh mình. Ở trong Luca đoạn 4 câu 31 cho đến 32 chép rằng là ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilee dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của ngài vì ngài dùng quyền phép mà phán. Kinh Thánh nói rằng là Chúa ngài dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để mà dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Chứ Chúa Giêsu ngài không dùng kiến thức hoặc là sự hiểu biết của xác thịt ngài để mà dạy dỗ. Nhưng mà khi mà Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu ngài dùng quyền phép để mà phán dạy đối với mài cho em, thì mọi người ngay lập tức cảm nhận được cái sự cảm động ở trong lời của Chúa Giêsu. Quý bà cho em có cảm động trước lời của Chúa khi mà chúng ta từ nãy giờ ở trong nhà của Chúa nghe lời của Chúa được rao ra bởi người hướng dẫn chương trình rồi bởi người này người kia. Quý bà cho em nghe lời của Chúa, quý bà cho em có cảm nhận có sự sống không? Có cảm nhận được cái sự cảm động không? Có cảm nhận được có một cái sự rờ chạm của Đức Chúa Trời ở trong lòng của mình không? Nếu có thì chúng ta đang được kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong lời của Chúa quý bà cho em. Có người lập luận rằng là nơi nào có Thánh Linh thì nơi đó sẽ có lời. Hoặc là nơi nào có lời thì nơi đó cũng có Thánh Linh. Điều này nghe có vẻ như là có lý nhưng mà điều này không phải là chân lý quý bà cho em. Bởi vì thực tế ở trong Kinh Thánh có nói với chúng ta rằng là những người Pha-ri-si và thầy thông giáo, họ là những người biết rõ luật pháp của Môi-se, họ là những người biết rõ cựu ước. Nhưng mà họ không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Quý vị đồng ý với tôi điều này không ạ? Khi mà những thầy thông giáo, những thầy thông thái đến cung điện của vua Herod để mà hỏi vua Herod rằng là vua mới sinh của dân Giu-đa tại đâu, thì ông Herod không biết đâu. Ông Herod mời những thầy thông giáo đến. Bây giờ theo luật pháp của Môi-se thì vua phải sinh ra tại đâu?
Đấng Mêsia phải sinh ra từ đâu? Thì ngay lập tức mấy ông thầy thông giáo đó nói ngay đúng không ạ? Trích dẫn ngay trong Mi-chê đông 5:1. Từ Bethlehem sẽ ra một tướng. Trong vòng những chi phái ngươi là nhỏ nhất, nhưng mà từ ngươi sẽ ra một tướng. Vậy thì Bethlehem chính là nơi sinh ra của Đấng Mêsia. Quý vị thấy không ạ? Thầy thông giáo hỏi đâu ở trong luật pháp lời Chúa là họ đều trả lời răm rắp. Nhưng mà đến khi mà đụng đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu thì họ dường như mù lòa và không hiểu cái gì về Thánh Linh của Chúa cả. Cho nên chúng ta thấy rằng là một người có thể biết rõ Kinh Thánh, nhưng mà nếu không được Thánh Linh của Chúa ngày mở trí, nếu không được biến đổi và được tái sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì người đó vẫn như là một đứa trẻ không biết gì ở trước mặt Đức Chúa Trời. Quyên bài cha. Ở trong Giăng đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu số 36 có nói về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và Nicodem. Kinh Thánh nói rằng là Nicodem là một người Pharisee mẫu mực và là một người có hiểu biết rất là uyên thâm ở trong xã hội thời bấy giờ. Trình độ của ông là hơn cả tiến sĩ nữa, bởi vì ông là một người gọi là giáo sư của Israel. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay thì trong học vị đó quý vị, con người chúng ta thì xếp như thế này. Cử nhân tức là học xong đại học 4 năm thì có bằng cử nhân đúng không ạ? Sau khi có bằng cử nhân học thêm 3 năm nữa là thạc sĩ. Và muốn lên tiến sĩ thì phải học thêm 3 năm nữa mới là tiến sĩ. Và sau tiến sĩ phải học thêm bao nhiêu năm nữa? 3 năm nữa mới là giáo sư. Tức là người giáo sư là cao hơn cả tiến sĩ và thạc sĩ nữa quý vị. Phải mất mười mấy năm như vậy để mà có bằng cấp học vị như vậy. Nicodem là một người có kiến thức uyên thâm như vậy đó quý vị. Nhưng mà vẫn phải đến gặp Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói rằng là bây giờ các ngươi phải được sanh lại. Chúa Giêsu chỉ thẳng vô Nicodem nói rằng là bây giờ ngươi phải sanh lại. Ông nói bây giờ tôi sống mấy 70 tuổi rồi, bây giờ tôi sanh lại sao? Tôi chui với lòng mẹ tôi sanh lại hả? Chúa Giêsu nói là bây giờ ta nói những chuyện thuộc về đất mà ngươi còn không hiểu nữa, làm sao ta nói chuyện trên trời được? Ngươi là giáo sư của Israel mà ngươi không hiểu được đó. Chúa Giêsu ngài nói thẳng quá. Mình thấy rằng là cái trình độ của Chúa Giêsu còn hơn cả con người chúng ta rất là nhiều. Bởi vì khi Thánh Linh của Chúa ngài đến trên Chúa Giêsu, ngài được sức dầu không chừng mực đối với vị, thì những cái kiến thức của đời này nó chỉ là cái mẫu giáo vỡ lòng nó với Chúa thôi. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, tôi biết chắc rằng là chúng ta học không có bằng Nicodem đâu. Chúng ta càng cần phải có Thánh Linh của Chúa để chúng ta được mở trí, mở lòng ra quyên bài cha. Chúng ta rất là dở quý mà cha, cho nên chúng ta càng cần phải có Thánh Linh của Chúa Giêsu để tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ và mắt lòng của chúng ta được soi sáng. Và chúng ta không cậy vào trong những cái điều của thế gian này như là bằng cấp, học vị, tiền bạc, của cải hoặc là danh vọng để chúng ta có thể hầu vị Chúa. Dĩ nhiên hầu vị Chúa chúng ta cũng cần có tài chánh, cũng cần có những cái mối quan hệ xã giao trong xã hội để chúng ta có thể đưa người khác đến với Chúa. Nhưng mà những điều đó không phải là tất cả quý mà cha. Kinh Thánh cho chúng ta thấy được cái chìa khóa ở đây, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Sajari nói rằng là đó chẳng phải là bởi quyền thế. Quyền thế tức là nói về cái sự xã giao hoặc là cái địa vị hoặc là một cái thế lực nào đó nâng đỡ chúng ta ở trong cuộc sống này. Rồi cũng chẳng phải là bởi năng lực hoặc là bởi cái kiến thức tài năng của chúng ta, nhưng mà là bởi Thánh Linh của Chúa, là thần của Đức Chúa Trời. Mác đoạn 1 câu 22 chép rằng là chúng đều cảm động với sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Mọi người ai cũng được cảm động bởi sự giảng dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngài không đến để dạy về thiên văn học hoặc là dạy về vũ trụ học, hoặc là Chúa Giêsu chỉ cho người ta cách để mà tạo ra những cái phi thuyền. Dẫu rằng Chúa Giêsu vẫn có thể làm được, nhưng mà Chúa Giêsu ngài không có quan tâm đến những cái kiến thức đời này, không quan tâm đến khoa học, không quan tâm đến toán học hoặc là văn học, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ quan tâm đến linh hồn con người chúng ta. Và Chúa Giêsu ngài đã dùng quyền phép của Đức Thánh Linh để mà dạy dỗ, và người ta cảm động vì những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay tôi ao ước rằng Thánh Linh của Chúa ngài cũng sẽ cảm động tấm lòng của quý bà cha em. Khi quý bà cha em nghe lời của Chúa thì Thánh Linh của Chúa sẽ làm việc trong lòng của ông bà cha em, để quý bà cha em biết rằng là chúng ta cần có ngài, là một thân vị rất là cần quý bà cha em. Ngày hôm nay khi mà chúng ta nhắc đến Thánh Linh đó, thì nhiều người ở trong các giáo hội họ cứ cho rằng Thánh Linh đó là gió, Thánh Linh ngài là điện, ngài là quyền năng, ngài là nước, ngài là lửa, ngài là chiến bộ câu. Nhưng mà người ta quên mất rằng là Đức Thánh Linh ngài cũng chính là một thân vị. Một thân vị đó là gì quý mài cho em? Một thân vị đó là một con người. Ngài giống như một con người vậy đó. Ngài có suy nghĩ, có ý nghĩ, có lý trí, ý chí và tình cảm. Ngài có quyết định của ngài, ngài có sự ưa muốn của ngài. Và chúng ta cần phải làm vui lòng Đức Thánh Linh. Và quý vị có bao giờ nói chuyện với Đức Thánh Linh không? Nếu quý vị nhận biết được Thánh Linh là một thân vị, quý vị, tôi khích lệ quý vị hãy bắt đầu phát triển một đời sống cầu nguyện và tương giao với Ngài
bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy cầu nguyện với Thánh Linh của Chúa thật là nhiều vào quý ông bà cha. Chúng ta thường hay cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta thường hay cầu nguyện với Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Con. Nhưng mà chúng ta quên mất chúng ta cầu nguyện với Đức Thánh Linh. Bởi vì Đức Thánh Linh đang sống ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Nếu ai đó ở trong nhà của chúng ta và mỗi ngày chúng ta ra vào, chúng ta gặp người đó và chúng ta không có nhoẻn miệng cười, chúng ta không chào người đó một câu, chúng ta không hỏi thăm người đó, quý ông bà cha nghĩ rằng là người đó có vui không? Hoặc là người vợ nào có chồng của mình mà cứ gặp mặt mình không thèm chào một câu giữa từ sáng đến chiều đến tối, và năm nay qua năm nọ, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn, bởi vì người đó không quan tâm đến mình. Đôi khi tôi gẫm lại thấy đời sống của chính cá nhân của mình cũng đôi lúc cũng giống như vậy đó quý vị. Công việc, cuộc sống bận rộn quá rồi, chúng ta không có thời gian để chúng ta lắng nghe Chúa, cầu hỏi Chúa và ở lại ở trong sự gì của Chúa. Cho nên rất là thiếu đi cái quyền năng, những dấu kỳ phép lạ của Chúa. Nhưng mà cho đến khi tôi trở lại với Thánh Linh và dành thời gian để ở trong sự thăm viếng của Chúa, để cho dòng nước sống của Ngài tưới mát tâm linh của mình, thì tôi cảm nhận được sự sống của Chúa phục hồi lại và làm cái công việc gì cũng đều được ơn và được kết quả giống như trước đây. Còn nếu không có Thánh Linh đó quý vị, chúng ta giảng khản cổ không ai tin Chúa hết. Chúng ta làm việc, chúng ta cầu nguyện chữa lành, không ai được chữa lành hết quý vị. Và đôi khi Thánh Linh của Chúa, Ngài làm việc rất là lạ lùng. Và Ngài là một thân vị, cho nên là Ngài có ý muốn của riêng Ngài. Đôi khi chúng ta đóng khung, chúng ta tìm cách để chúng ta đóng khung Thánh Linh của Chúa phải làm thế này, phải làm thế kia. Tôi ví dụ cho quý vị, như cái điều nãy chúng ta có bàn luận với nhau trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa. Đó là Chúa Giêsu Ngài sẽ chữa lành cho người tin Chúa hay là người không tin Chúa? Đây cũng là một cái câu hỏi nó rất là hay. Bởi vì khi chúng ta đến với lời của Chúa ở trong chức vụ của Chúa Giêsu từ Ma-thi-ơ cho đến Giăng đó, quý vị sẽ thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài đi đâu cũng đều có đám đông hàng ngàn người đi theo Chúa, đúng không ạ? Và người ta nói rằng là Chúa Ngài chữa lành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Ai theo Chúa Ngài chữa lành cho họ hết, đám đông 1.000 người như vậy, Chúa chữa lành cho bệnh họ tất tần tật. Trong đó có những người tin và có những người không tin. Rõ ràng có những người họ chưa kịp tin Chúa nữa, nhưng mà Chúa vẫn chữa lành cho họ. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó cũng có những người họ không được chữa lành là bởi vì cớ họ không tin. Có những trường hợp Chúa Giêsu Ngài quả trách nó, tại các ngươi không tin. Chúa Giêsu thậm chí quả trách các môn đồ luôn, đó là các ngươi đuổi con quỷ đó bởi vì các ngươi ít đức tin. Quý vị thấy không ạ? Có những khi phép lạ của Chúa xảy ra mà người ta cũng chưa kịp có đức tin nơi Chúa, và cũng có những phép lạ đòi hỏi người ta phải có đức tin nơi Chúa thì phép lạ của Chúa mới xảy ra. Tôi thấy rằng là đôi khi ngày hôm nay hội thánh của chúng ta đi ngược lại với cái điều mà Chúa Giêsu ngày trước đây Ngài đã từng làm ở trong chức vụ của Ngài. Đó là khi Chúa Giêsu Ngài đi giảng dạy thì Ngài không có phải là đuổi quỷ dạo hoặc là chữa bệnh dạo. Giống như chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói, ồ cái nhà đó bệnh tới mình cầu nguyện cho người đó. Chúa Giêsu đâu có như vậy đâu, đúng không ạ? Người ta nói rằng là Chúa Giêsu đi đâu thì người ta có quàng người ta cũng ráng người ta. Đúng không ạ? Người ta bị cái gì giật người ta cũng ráng đi theo Chúa, đúng không? Người ta ráng đi theo Chúa để được chữa lành. Còn ngày hôm nay chúng ta thấy người đó thương quá, mình tới nhà mình cầu nguyện cho họ. Chỉ có trường hợp duy nhất Chúa Giêsu Ngài tìm đến để chữa lành được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, đó là nhà bà gia của Phi-rơ. Phi-rơ mời Chúa Giêsu đến, bởi vì Phi-rơ là sứ đồ mà, cho nên Chúa Giêsu phải đến để mà chăm sóc cho bà gia của mình. Chứ còn những người mà bệnh tật trong thời Chúa Giêsu đó, họ phải trả giá quý mà chèm thì họ mới được lành. Trả giá đó là họ phải đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đi lên núi họ cũng lên núi, Chúa Giêsu đi qua biển thì họ cũng đi theo. Thậm chí là 5-6 giờ sáng thôi, tờ mờ sáng thôi là cả đám đông mấy ngàn người người ta cũng tìm Chúa Giêsu nữa. Dạ đúng rồi, cái người què tại cái đẹp đó là có thể bị què, cho nên là không đi được, ngồi đó luôn. Cho nên khi mà Chúa Giêsu Ngài có chết rồi thăng thiên rồi sống lại về trời đó, thì người đó vẫn cứ què ngồi tại đó. Nhưng mà đến khi mà Phi-rơ đi ngang qua chỗ đó, thậm chí Phi-rơ cũng không cố ý để mà tìm cái người què đó tại cái đẹp để mà chữa lành nữa, nhưng mà người què đó đã được Chúa ngày chữa lành bởi sự thương xót của Chúa. Quý mài cha, tôi nói thật là thật sự lúc đó là Phi-rơ với Giăng á lên đền thờ là để cầu nguyện với Đức Chúa Trời thôi, chứ không phải lên đền thờ để cầu nguyện chữa lành cho người đó. Nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa, Chúa khiến cho có một phép lạ xảy ra tại đó để cứu 5.000 người tin Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta cần phải trở lại với khuôn mẫu Chúa Giêsu thì hội thánh của Chúa mới đông người được.
Một sư Trân Quý có nói với tôi rằng một sư Tấn có biết chỗ nào trong thành phố Hồ Chí Minh này có thể chứa được một đám đông khoảng chừng vài trăm hoặc là 1.000 người để nhóm không? Tại vì bây giờ hội thánh của chỗ mục sư Quý bây giờ nhóm không còn chỗ ngồi nữa, người ta thậm chí là ở đâu tỉnh ngoài Bắc ngoài Trung người ta kéo ùa vào. Tôi nói mục sư ơi, đến chỗ nhà của em ở trên tỉnh đến để mà cầu nguyện cho em với. Mục sư Quý nói bây giờ không có thời gian để mà đi từng nhà nữa. Tín đồ ví dụ vài chục, 100 người mình còn đi thăm được. Cả ngàn người, cả mấy chục ngàn người bây giờ mình bỏ thời gian cứ một ngày đi 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 đến bốn bốn nhà để mà thăm á, là không đủ thời gian quý mời cho em. Một ngày mà đi thăm bốn nhà thì nếu mà 1.000 người đó quý vị, mà đi thăm hết từng nhà của 1.000 người đó đó là phải mất ít nhất là 4 năm. Mỗi ngày nha quý vị, mỗi ngày đi thăm một nhà thôi, phải mất 4 năm để thăm hết 1.000 người. Rồi giả sử một ngày mà đi thăm 4 nhà thì phải mất 1 năm, mà liên tục 365 ngày, phải tính luôn chủ nhật luôn, đi thăm 4 nhà liên tục như vậy, mỗi ngày như vậy thì sẽ hết 1 năm. Nhưng mà như vậy thì không còn sức đâu để lo công việc Chúa nữa. Cho nên người ta đã tìm đến để mà được cầu nguyện quý bài trang. Và tôi thiết nghĩ rằng nếu hội thánh của Chúa được mở rộng ra sau này thì chúng ta cũng sẽ áp dụng cái mô hình đó. Ai có bệnh gì cứ đến hội thánh của Chúa để tìm kiếm Chúa, để họ thấy rằng là sự cứu rỗi và sự chữa lành là Đức Chúa Trời ban cho. Và họ cần phải có một cái kết ước thật là chắc chắn với Chúa Giêsu Christ là đấng chữa lành và là đấng cứu rỗi linh hồn của họ. Tôi đã cầu nguyện cho rất là nhiều người được chữa lành, nhưng mà có một cái điều mà tôi nhìn thấy rất là đáng tiếc, đó là nhiều người không hiểu được lời của Chúa. Họ khi mà đến nhờ cầu nguyện đó thì họ nói bây giờ Chúa muốn con làm cái gì con cũng làm hết Chúa ơi, nhảy vô lửa con cũng sẵn sàng, con nhảy vô lửa luôn, miễn là có hết bệnh. Cầu nguyện bằng một cái rồi xong được lành, mất tích luôn quý mài cho em, không thấy ở đâu hết. Tại vì khi mà họ đau đớn, họ mệt quá đó, họ nói cái gì cũng được hết đó. Bây giờ Chúa mà có kêu con làm cái gì nữa, con sẵn sàng con làm, miễn là có hết bệnh. Nhưng mà khi mà hết bệnh xong rồi là không thấy đâu hết. Quý mài cho em ơi, đôi khi chúng ta thấy đúng là Chúa thương xót thiệt. Chứ nếu mà mình mà là Chúa đó, mình biết trước họ bỏ Chúa có lẽ mình không chữa. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời của chúng ta ngày mới có thể làm điều đó thôi quý mài cho em. Cho nên để chúng ta có được một hội thánh phát triển và đầy thánh linh của Chúa và sự chữa lành của Chúa xảy ra, thì chúng ta cần phải có một sự khao khát thánh linh của Chúa đổ đầy để Chúa có thể chữa lành và làm phép lạ nhiều hơn. Nếu có lời mà không có thánh linh của Chúa ứng chứng cho lời đó là lời đến từ Đức Chúa Trời, đúng quý mài cho em, thì người ta sẽ cảm thấy giống như là những thầy thông giáo trong thời Chúa Giêsu giảng kinh luật nhưng mà không có sự sống, không đem người ta đến với sự ân năng, không đem người ta đến với sự cứu rỗi, không đem người ta đến với sự chữa lành ở trong phần linh hồn lẫn thể xác. Ở trong chuyến đi vừa rồi thì tôi cũng cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài có chữa lành cho 2 người. Cả 2 cô chú này đều bị cái chứng gọi là chứng một cái chứng bệnh, đó là bị tắc nghẽn phế quản mãn tính. Và ở khu vực đó người ta nói rằng là lạ lắm mục sư, nguyên khu vực này á, cái người nào mà trên 40 mấy tuổi hoặc là 50 tuổi là bắt đầu cái phế quản nó bị tắc nghẽn và thở không được, là phải vào cho bệnh viện, người ta phát cho một cái thiết bị trợ thở. Và người thì lúc nào cũng đem sẵn sàng những cái thiết bị trợ thở đó, để lỡ mà đang ngồi hoặc là đang làm việc á thì nó khó thở thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên người ta sẽ dùng cái thiết bị trợ thở đó để ngầm vô và nó sẽ giúp cho cái phế quản được nở ra. Còn không thôi thì những cái phế quản đó nó teo lại. Lạ lùng như vậy đó. Và cảm ơn Chúa rằng là trong hội thánh đó có 2 con cái Chúa đã được Chúa Ngài chữa lành sau khi mà họ nghe lời của Chúa và họ được Chúa Ngài chữa lành. Tôi đặt tay lên và họ được Chúa Ngài chữa lành ngay lập tức quý mài cho em. Cái cô đó là 77 tuổi rồi, cổ nói rằng là cổ làm chứng ở trên một cái video mà tôi có chia sẻ trên mạng đó, thì cổ có máy trợ thở nè, rồi bóng thở nè, rồi cái thiết bị trợ thở nữa. Và cô nói rằng là mỗi ngày đều phải sử dụng những cái thiết bị đó, thậm chí uống thuốc nữa, nhưng mà không hết. Tạ ơn Chúa, quyền năng của Chúa đã chữa lành cho cô và cô đã có thể nhẹ và không còn có không cần phải sử dụng đến những cái thiết bị trợ thở đó nữa. Tạ ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài rất là quyền năng, không phải chỉ mình cô đó nhưng mà cái chú kia nữa cũng được Chúa Ngài chữa lành. Cả 2 người phải dùng những thiết bị trợ thở giống như nhau, nhưng mà trong một ngày thì cả 2 cũng đã được Chúa Ngài chữa lành. Tôi dâng tất cả mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta bởi vì Ngài chính là đấng chữa lành cho chúng ta. Điều đó
đến từ Thánh Linh của Chúa quý mà chị em, không phải đến từ học vị hoặc là bởi cái kiến thức của xác thịt chúng ta, nhưng mà là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó sẽ có sự tự do, nơi đó sẽ có sự chữa lành, nơi đó sẽ có phép lạ, nơi đó sẽ có sự khích lệ để người ta đến với Chúa Giêsu. Và sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ khiến cho con người chúng ta trở thành một con người khác. Khi Thánh Linh của Chúa giáng xuống một người thì Ngài sẽ trở nên một con người khác. Như là David, khi mà ông được Chúa Ngài sức dầu thì từ hôm đó trở đi, David đã được thần của Chúa Ngài cảm động không? Rồi khi Giô-suê được sức dầu và được đặt tay bởi Môi-se thì thần của Chúa ở trên đời sống của Giô-suê. Và thậm chí là vua Sau-lơ cũng đã được sức dầu và thần của Chúa cảm động Sau-lơ và ông trở thành con người khác. Nhưng bởi vì cớ ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên là Đức Chúa Trời đã chuốc phế Sau-lơ và lập David. Quý ông bà chị em thấy không ạ? Bất cứ con người nào dù thấp hèn tầm thường như thế nào cho nữa thì Thánh Linh của Chúa Ngài vẫn có thể sức dầu ban ơn và biến đổi người đó trở thành những con người khác. Ngày hôm nay nếu quý ông bà chị em khao khát Thánh Linh của Chúa, Ngài sẽ thăm viếng anh chị em và Ngài sẽ biến đổi chúng ta trở thành những con người khác. Amen. Từ 12 con người tầm thường dốt nát không học là những môn đồ của Chúa Giêsu thì Chúa Ngài khiến cho 12 con người đó trở thành những người đảo lộn thế giới bởi vì Thánh Linh của Chúa ở trên họ. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có Thánh Linh của Chúa. Nhưng bên cạnh đó, cái điều thứ hai tôi chia sẻ đó là chúng ta cần phải có lời của Đức Chúa Trời để hỗ trợ cho đời sống tâm linh của chúng ta, để mình không bị chệch hướng. Chúng ta cần có lời của Chúa để soi sáng và dẫn dắt con đường của chúng ta, và chúng ta biết được mình đang ở đâu ở trên linh trình theo Chúa. Thi Thiên đoạn 119 câu 105 chép rằng là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cuộc đời này tối tăm, chúng ta cần có lời của Chúa như là ngọn đèn soi sáng cho đường lối của chúng ta. Đôi khi có những lúc mà chúng ta cần phải có lời của Chúa để chỉ rõ được cái điều mà chúng ta đang đối diện, nó là chính hay tà, nó là thật hay giả. Như khi nãy chúng ta nghe lời làm chứng của người chị em chúng ta đó là lúc mà chia sẻ cái bài viết đó lên mạng thì mình đâu có biết được là nó là tà giáo hay chính giáo. Nó cũng đăng lời Chúa đó, nhưng mà cái nhóm đó nó lấy tên là Hội Tin Lành, thật ra nó là tà giáo. Nó lại dùng cái tên của Tin Lành chúng ta để mà làm ra một cái nhóm tà giáo của nó. Và nếu chúng ta không có một sự phân biệt rõ ràng đúng theo lời của Chúa đó quý vị, thì chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn là như vậy. Cho nên lời của Chúa rất là quan trọng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Dù là chúng ta đầy dạy Thánh Linh của Chúa rồi, thì quý mài chị em ơi, chúng ta cũng đừng bỏ quên thời gian để chúng ta ngồi lại với lời của Chúa và học hỏi lời của Chúa. Bởi vì khi chúng ta càng có lời của Chúa thì chúng ta sẽ càng được nên thánh và được thay đổi tâm linh của chúng ta nhiều hơn. Nếu chúng ta có Thánh Linh mà chúng ta không có lời của Chúa đó quý vị, thì chúng ta dễ bị linh tinh và lung tung lắm quý vị. Đôi khi chúng ta không biết được đó là Thánh Linh hay là tà linh nữa. Ngay cả các sứ đồ của Chúa trong thời của Chúa Giêsu, họ cũng đã không phân biệt được đâu là Thánh Linh và đâu là tà linh. Chúng ta xem nha, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 21 cho đến 23 nói về việc mà Chúa Ngài đã quở trách Phi-rơ. Tôi xin đọc lời của Chúa đây. Phi-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nói vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-rơ rằng: ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Ma quỷ nó gieo những cái tư tưởng vào trong sứ đồ Phi-rơ. Khi mà Chúa Giêsu Ngài nói về sự khốn khổ và đau đớn mà Ngài phải chịu, thì Phi-rơ đã nói rằng là: Đức Chúa Trời nào đỡ vậy? Tư tưởng này có vẻ hợp lý, nhưng mà nó không phải là chân lý. Và Phi-rơ đã không biết được là ý tưởng đó đến từ ma quỷ, nhưng mà ông lại nghĩ rằng đó đến từ nơi mình. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài đầy dạy Thánh Linh của Chúa, và Ngài biết được rằng là cái tư tưởng đó đến từ Sa-tan, và Ngài đã ngay lập tức đuổi Sa-tan nó ra khỏi Phi-rơ. Và Chúa Giêsu Ngài chính là đấng luôn luôn bám chặt lời của Đức Chúa Trời quý mài cho em. Chúa Giêsu Ngài có một đời sống rất là thuộc Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài có một sự quân bình, chứ Ngài không có bị lệch lạc theo lời của Chúa, giống như là những tà giáo đôi khi họ trích dẫn những cái câu Kinh Thánh theo đoạn chương chủ nghĩa, tức là trong một cái đoạn đó họ lấy ra mỗi câu đó để nói rằng là đây, mình phải làm theo như thế này. Nhưng mà họ không có phân tích được là ở phần trên và phần dưới, tức là thượng văn, hạ văn nó như thế nào. Đôi khi họ trích dẫn theo cái ý của họ để làm lung lạc đời sống tâm linh của chúng ta. Trong lúc mà ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu, nó cũng có trích dẫn cái thánh đúng không ạ?
nó trích dẫn Kinh Thánh, nó thuộc Kinh Thánh đó, nhưng mà nó trích dẫn theo cái ý của nó để bắt Chúa Giêsu phải quỳ lạy và phải thuần phục nó. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài không có phải là thấy Kinh Thánh như vậy rồi Ngài thuần phục theo đâu. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng là có lời chép rằng, có lời chép rằng, có lời chép rằng. Ba lần Chúa Giêsu Ngài đều trích dẫn Kinh Thánh để nghịch lại với những lẽ giả của ma quỷ. Xin Chúa Ngài cho đời sống của quý bà chị em chúng ta cũng có lời của Đức Chúa Trời để chúng ta trang bị cho chính mình trong những cuộc chiến thuộc linh như vậy, để chúng ta không có bị lầm lạc. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ồ, mình nói như vậy là hay đó, mình nói như vậy đúng, nhưng mà thật ra thì không đúng quý bà chị em. Chúng ta càng phải có lời của Chúa quý bà chị em ơi. Khi Chúa Giêsu Ngài vào trong Samari và người ta không chịu đón nhận Chúa Giêsu, và thế là hai ông sứ đồ Giăng và Gia-cơ đã nổi điên lên và hỏi Chúa rằng là bây giờ Chúa ơi, những người đó không tiếp Chúa, bây giờ chúng con sẽ cầu nguyện xin lửa của Chúa từ trời giáng xuống thiêu đốt cả dân thành Samari đó. Chúng ta xem nha, ở trong Luca đoạn 9 câu 51 cho đến 56. Họ đã đi vào làng của một người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: "Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?" Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại quở hai người mà rằng: "Các ngươi không biết tâm thần nào xu dục mình." Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Chúa Giêsu Ngài quở trách hai người. Chúa Giêsu nói rằng: "Các ngươi không biết tâm thần nào xu dục mình." Ở trong tiếng Anh đó, quý mài cho em dùng cái từ đó là linh nào, tức là từ spirit, tức là nói về cái dạng tà linh quý vị, nó xu dục hai sứ đồ này. Nhưng mà hai sứ đồ này nghĩ rằng là ô, mình làm như vậy là mình pro lắm, mình làm như vậy là mình yêu Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài là một đấng rất là chuẩn mực. Ngài biết rằng là đó là đến từ tà linh chứ không phải là đến từ thánh linh của Chúa. Đôi khi có những khi chúng ta sốt sắng quá, chúng ta không có hiểu biết lời của Chúa, chúng ta cứ làm theo ý của mình và mình nghĩ rằng là làm như vậy là đúng. Cho nên khích lệ quý mài cho em hãy ở với lời của Chúa, và lời của Chúa cũng chính là Chúa quý mài cho em. Chúa và lời của Chúa luôn luôn là một, không bao giờ tách rời nhau. Amen. Ở trong Giăng đoạn 1 thì nói rằng là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Như vậy thì Chúa Giêsu Ngài là lời phán của Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu Ngài cũng hiệp một với Đức Thánh Linh nữa quý mài cho em. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn phù hợp với sự vận hành của Đức Thánh Linh, và Thánh Linh cũng sẽ vận hành phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần có hai điều này bổ sung cho nhau để đời sống của chúng ta được vững chắc và tránh xa khỏi tất cả những cái bẫy của tội lỗi, của xác thịt và của ma quỷ. Galati đoạn 5 câu 16 cho đến câu 7 chép rằng là: "Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm." Quý mài cha. Vậy thì chúng ta khi bước đi theo Thánh Linh của Chúa thì chúng ta cũng hãy tránh những cái sự ưa muốn của xác thịt. Xác thịt này thì ưa cãi cọ, ưa tranh cạnh, ưa hơn thua với người khác, ưa tứ đổ tượng, ưa cờ bạc cá độ đỏ đen. Xác thịt này nó ưa những cái điều dâm dục và ô uế. Xác thịt này nó ưa những cái điều mà thế gian này ưa. Mà ngày hôm nay quý mài cho em, có một cái điều mà tôi nhìn thấy rằng là con cái Chúa chúng ta cần phải khắc phục nếu chúng ta muốn trở thành những người có lời của Chúa đầy dẫy và được trọn vẹn trong lời của Chúa, đó là chúng ta cần phải tránh cái tội làm biến. Làm gì chúng ta cũng giàu, làm gì chúng ta cũng được phước hết. Chúa nói rằng là Ngài sẽ ban phước cho mọi việc tay chúng ta làm, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái làm mà chúng ta càng làm chúng ta sẽ càng nghèo, càng làm cái đó chúng ta sẽ càng đi xuống, càng làm cái đó chúng ta sẽ càng không giống Chúa của chúng ta. Đó là chúng ta làm biến. Chúng ta có thể làm biến cầu nguyện, đúng không ạ? Làm biến đi nhóm, làm biến học lời của Chúa. Có người hỏi tôi rằng: "Mục sư ơi, nếu mà một người mà không đi nhóm thờ phượng Chúa thì người đó có phải đang bị trói buộc của ma quỷ không?" Tôi nói rằng là không phải đâu. Nhưng mà nó bắt đầu từ cái chỗ người ta không chịu đi nhóm và người ta làm biến. Cái xác thịt này nó không bao giờ nó muốn siêng năng cả, đúng không quý bà cho em? Cái xác thịt này lúc nào nó cũng chỉ muốn làm biến thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải khắc phục nó quý bà cho em. Chúng ta cần phải ngồi dậy để chúng ta cầu nguyện, ngồi dậy đọc Kinh Thánh, ngồi dậy để mà chúng ta tìm kiếm Chúa. Nhiều người ngày hôm nay cũng chịu khó đi nhóm để mà nghe lời Chúa giảng, nghe một sư giảng đầy ơn hay quá, amen amen. Nhưng mà sau đó về đến nhà nguyên một tuần lễ không đọc Kinh Thánh, không tìm kiếm Chúa. Hỏi sao vậy? Dạ tại vì một sư giảng hay quá, em nghe một tuần lễ đúng một bài là được rồi. Tôi hỏi rằng là: "Ủa như vậy nếu lời của Chúa là linh lưu nuôi dưỡng mình, lời của Chúa chính là thức ăn cho linh hồn của mình,
Quý vị có bao giờ ăn một bữa cơm duy nhất trong một tuần lễ rồi chúng ta nhịn đói nguyên một tuần lễ đó không? Như vậy thì chúng ta cần phải ăn nuốt lời của Chúa mỗi ngày, đúng không ạ? Cho dù mục sư đó có giảng hay thế nào cho nữa thì chúng ta cũng không nên bỏ qua của người thánh này. Quý bà chị em phải có thời gian để ngồi lại với lời của Chúa. Amen không ạ? Và khi chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta sẽ được tỉnh thức và chúng ta sẽ nhận biết được chúng ta đang ở trong mức độ nào với Chúa. Và chúng ta sẽ không phải lo lắng rằng là không biết là tôi có được cứu rỗi hay không. Hôm qua tôi mới đọc một cái Facebook của một người đăng lên là ngày hôm nay nhiều cái đốc nhân không biết mình có được cứu hay không. Tôi thấy cái điều này nó cũng có vẻ tiêu cực, nhưng mà nó nói về một cái thực tế, đó là ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa không biết mình đang ở đâu trên cái bản đồ thuộc linh của Đức Chúa Trời. Không biết mình đang đi đâu nữa quý mài chứ. Và Kinh Thánh chính là bản đồ thuộc linh. Khi chúng ta dò xét Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy được thân vị của Chúa Jesus Christ ở trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Và chúng ta sẽ biết được là mình đang đi theo đúng ý muốn của Chúa hay chưa. Chúng ta có đang làm theo đúng ý muốn của Chúa hay chưa. Nếu quý vị tra xét đời sống của mình ở trong lời của Chúa, quý vị sẽ biết được mình có được cứu hay chưa. Amen. Giả sử nếu tôi đến một cái vùng đất nào đó xa lạ mà tôi chưa bao giờ đến đó, ngày hôm nay tôi có thiết bị là Google Maps, tôi có thể định vị và tôi biết được là mình đang ở đâu ở trên bản đồ của Việt Nam. Wow, hôm nay quá hiện đại đúng không ạ? Ngày hôm nay quá hiện đại. Nhưng mà lời của Chúa còn hiện đại hơn nữa quý bà chị em. Từ thời chưa có 3G, 4G thì chúng ta đã có cái này. Abraham đã được Chúa kêu gọi để đi đến một cái nơi mà ông không hề biết. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Abraham rất là khôn. Abraham đi đâu ông cũng đều lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Ông cũng đều dành thời gian để lắng nghe lời của Chúa trong lúc ông thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tại đó ông nhìn biết được là mình đang đi đâu quý mài chị em. Cho dẫu mình không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mà hôm nay nếu chúng ta có sự tương giao tìm kiếm Chúa và cầu hỏi Chúa, Chúa sẽ bày tỏ với chúng ta đang ở đâu. Amen. Mong ước rằng lời của Chúa buổi chiều nay sẽ cho quý vị chúng ta biết được đời sống của chúng ta đang chặt chẽ nơi lời của Chúa, hay là chúng ta như là những cái cọc bị lỏng lẻo quý mài chị em. Nếu trong những ngày vừa qua chúng ta đã thiếu đi thánh linh của Chúa, hoặc là chúng ta thiếu đi lời của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta có thể đóng cái cọc lại cho chắc chắn. Amen. Tôi có đi miền Trung và tôi biết rằng là vùng đất miền Trung là một vùng đất có nhiều bão, có nhiều gió bão hàng năm và thậm chí là nhiều khi hàng quý đó quý mài chị em. Nhưng mà trước khi mà bão vào trong đất liền đó, quý vị, người miền Trung họ làm gì quý vị biết không? Đó là họ sẽ dành thời gian để mà củng cố lại cái nhà của họ. Nếu mà nhà tường như thế này rồi đó, bê tông cốt thép rồi đó thì họ không phải lo. Nhưng mà nếu mà nhà mà cấp 4 hoặc là nhà mà nhà tranh vách nát đó quý vị, họ phải tìm cách để mà làm vững chắc những cái cửa nẻo, rồi xong rồi mái nhà phải thậm chí là chặn đá ở trên đó đó quý vị. Rồi họ phải làm sao cho những cái cột nhà của mình nó cứng chắc trước những cái cơn bão nó sẽ ập vào. Tôi không biết năm sau sẽ có cái cơn bão gì nó sẽ đến với từng cá nhân chúng ta. Nhưng mà chắc chắn cuộc đời theo Chúa không bao giờ là bình ổn đâu quý mài chị em. Đúng không ạ? Chúa Giê-xu có nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 22 trở đi đó, thì là cả hai căn nhà của người khô và người dại đều sẽ được trải qua thử luyện. Đó là có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động vào trong những ngôi nhà đó. Nhà nào được xây cất một cách chắc chắn trên lời của Chúa thì nhà đó sẽ không sập. Nhưng mà nhà nào xây cất ở trên đất cát, lỏng lẻo, yếu đuối mà không chịu lập cho vững lại cái nền thì sẽ bị hư sập và bị hư hại quý mài chị em. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong mùa Giáng sinh này, chúng ta sẽ kiểm nghiệm lại đời sống của chúng ta, xem đời sống của chúng ta được lập vững ở trên lời của Chúa hay chưa, hay là chúng ta chỉ lập ở trên cảm xúc của chúng ta thôi. Trong những ngày vừa qua chúng ta chỉ thấy sao chúng ta làm như vậy, chúng ta thấy sao chúng ta cứ tin như vậy, nhưng mà lời của Chúa thì chúng ta lại bỏ quên. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta trở lại với lời của Chúa và ham thích học hỏi lời của Chúa nhiều hơn. Trong thánh ngôn tuần Rema của chúng ta thì chúng ta có nhiều khóa học kinh thánh lắm quý bà chị em, từ giáo lý căn bản cho đến nâng cao chương trình xô, rồi có trường kinh thánh của hội thánh nữa. Nếu quý vị nào cảm thấy rằng là đời sống của mình trong những ngày vừa qua thiếu lời của Chúa quá, cần được trang bị nhiều hơn, quý vị có thể liên hệ với tôi, một sư quản nhiệm tại đây, để chúng ta được đăng ký để học trong những cái trường lớp bài bản như vậy, để lời của Chúa của chúng ta được hệ thống lại, hệ thống hóa lại, và ngôi nhà của chúng ta được vững chắc trước những cái cơn bão sắp tới. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị và xin mời chúng ta cùng nhấn lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Alleluia. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đang hiện diện giữa vòng chúng con. Chúng con biết ơn Ngài vì Ngài chính là Đức Thánh Linh. Ngài là thần lẽ thật. Ngài đến và Ngài dẫn dắt dạy dỗ chúng con.
Nhờ có Thánh Linh mà chúng con mới được sự tái sanh, chúng con mới được khai sáng trong tâm hồn chúng con. Chúng con mới được mặc lấy quyền phép từ trên cao để chúng con có thể làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Lạy Chúa, tất cả những công việc ở trong hội thánh của Ngài đều rất cần có sự hiện diện của Ngài. Không phải là chúng con có thể có bằng cấp hoặc là học vị hoặc là có cái điều gì của vật chất thế gian này mà chúng con mới có thể làm nên công trạng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài thương xót và tha thứ cho những sự kiêu ngạo, cho những sự ý lại của chúng con vào trong thế gian này. Chúng con là người hầu vị Chúa, chúng con chỉ cậy vào trong Thánh Linh của Chúa mà thôi. Vì chỉ có Thánh Linh của Chúa, Ngài mới sức dầu, Ngài mới ban ơn và đem lại sự sống cho dân sự của Chúa. Còn nếu không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì hội thánh của chúng con chỉ là một tổ chức của tôn giáo mà thôi. Và chúng con không muốn chúng con là một tôn giáo chết, nhưng mà chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài đổ đầy ở trên chúng con, đổ đầy trên những chương trình nhóm lại của chúng con. Bắt đầu từ hôm nay, xin Thánh Linh của Chúa Ngài thăm viếng và làm mới lại tâm lòng chúng con, Chúa ơi. Để chúng con là những chi thể trong nhà của Chúa, chúng con thấy rằng là quả thật có sự sống của Chúa ở trong những sự nhóm lại của chúng con. Chúng con nghe lời của Chúa, lòng chúng con được nói đầy, chúng con đầy dẫy sự vui mừng, bình an và phước hạnh của Chúa. Bởi vì chỉ có lời của Chúa mới đem lại sự vui thoải cho tâm linh của chúng con. Xin Đức Thánh Linh Ngài sức dầu trên lỗ tai của chúng con để chúng con có thể nghe được lời của Chúa. Chúng con xin Chúa Ngài sức dầu trên mắt của chúng con để chúng con có thể được mở ra và nhìn thấy được những sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Và xin Chúa Ngài mở lòng chúng con để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa, từng lời từng chữ ở trong luật pháp của Ngài, ở trong Cựu Ước cũng như ở trong Tân Ước, hầu cho đời sống của chúng con được tăng trưởng, được lớn lên giống như Chúa Giêsu Christ của chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài chúng con có một sự ham thích siêng năng tìm kiếm Chúa và tìm kiếm lời của Ngài. Xin tha thứ cho những sự biến nhát, làm biến của chúng con trong những ngày vừa qua. Chúng con đã không siêng năng ở trong việc đọc và học lời của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối của chúng con, để chúng con được trở lại ở trong sự thương xót của Chúa và dành nhiều thời gian hơn để chúng con ngồi lại với Chúa và lời của Ngài mỗi ngày. Cảm ơn Chúa, bởi vì ở trong nhà của Chúa một ngày ở trong nhà của Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Và Chúa ơi, chúng con thật sự biết ơn Chúa, bởi vì lời của Chúa buổi chiều nay chúng con thấy rằng chúng con cần phải có linh và có lời của Chúa. Chúng con cần phải có Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời để chúng con được có một đời sống quân bình, phát triển vững chắc ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho thánh của Chúa sẽ có những nhân sự trụ cột ở trong nhà của Chúa, để từ những nhân sự đó công việc của Chúa được phát triển, được mở ra và sẽ có nhiều người được biết Chúa Giêsu Christ càng hơn. Xin Chúa Ngài cho những cái cọc ở trong nhà của Chúa được vững chắc và không có bị lỏng lẻo, lung lay trước những cơn bão hoặc là trước những cái dư luận hoặc là trước những cái sự tấn công bắt bớ của ma quỷ. Xin Chúa chúng con được vững chắc ở trong nhà của Chúa từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ trở lại. Cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh để Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.